Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, vào bản tin thời sự lúc 19 giờ tối hôm qua, ngày mùng 8 tháng 6 năm 2024 thì VTV1 đã đưa một cái bản tin về thầy Minh Tuệ. Trên màn hình quý vị là cái bản tin thời sự vào tối hôm qua. Thì đây là một cái tin rất vui đối với những cái người mà yêu mến thầy Minh Tuệ và đây là một cái việc làm rất là kịp thời của VTV1. Chúng tôi rất là cảm ơn VTV1 đã đưa cái thông tin kịp thời giúp cho bà con là những cái người yêu mến thầy Minh Tuệ an tâm bởi vì trong cái thời gian vừa qua thì khi mà ngày ẩn tu thì đa số là không có nhận được những cái tin tức gì chính thống từ các cái cơ quan báo chí nhà nước cho nên là tối hôm qua thì VTV1 đã đưa một cái bản tin rất là kịp thời giúp cho bà con an tâm thì hôm nay tôi mời quý vị cùng với tôi chúng ta chia sẻ về cái video này để cho mọi người cùng an tâm và qua đó chúng ta cũng phân tích một số những cái yếu tố trong cái video này quý vị nha mời quý vị xem cái bản tin này. Thích Mì Tuệ tên thật là Lê Anh Tú ẩn tu đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. cùng với đó là rất nhiều thông tin sai lệch xuyên tạc ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự gây hoang mang dư luận. Thay vì tôn trọng quyền cá nhân ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ thì nhiều người tiếp tục tìm ông và gia đình ông để quay phim chụp ảnh đăng tải các video với mục đích cầu kiều cầu lại. Like đó là cái dẫn đầu của cái bản tin thì uh, quý vị đã uh, thấy rõ trên TV trên màn hình đây là cái logo của VTV1 thì đây là cái thông tin chính thức của uh, VTV1 quý vị nhé mà quý vị biết là uh, VTV1 á, là một cái cơ quan báo chí của chính phủ cơ quan chính thức của chính phủ Việt Nam chúng ta cho nên là những cái thông tin uh, do VTV1 đưa ra thì hoàn toàn chính xác quý vị nhé để tránh một số những cái trường hợp mà khi mà hôm qua tôi chia sẻ cái video này đó thì có một số cái comment nói là uh, những cái thông tin này không biết có phải là chính xác hay không thì hôm nay tôi chia sẻ với quý vị uh, bởi vì uh, đây là một cái cơ quan báo chí lớn của chính phủ mà đây quý vị thấy cái logo VTV 1 này cho nên là quý vị hoàn toàn yên tâm bởi vì những cái gì VTV 1 đưa ra thì đều phải có những cái sự chính xác tuyệt đối như quý vị nha thì uh, Đối với lại cái uh, trường hợp của thầy uh, Thích Minh Tuệ này đó hay uh, còn có cái tên thật là Lê Anh Tú đó thì uh, sau cái thời gian uh, thầy ẩn tu từ ngày mùng 3 tháng 6 cho đến ngày nay thì hôm nay là cái tin chính thức của VTV uh, người ta đưa tin thì uh, đây là cái thông tin mà chúng ta cần phải chia sẻ với nhau để cho những cái người yêu mến, những cái người mến mộ, quý kính thầy Minh Tuệ thì chúng ta an tâm thì uh, trở lại cái vấn đề mà có một số người nói là đây là cái video cũ đăng những cái hình ảnh của thầy thì uh, xin thưa với quý vị là theo cái nhận xét của tôi đó thì uh, quý vị nhìn lên màn hình nhá là đối với lại uh, cái người mà nhìn cái cái toàn cảnh cái hình ảnh này đó thì quý vị thấy rằng cái video này là được quay bởi một cái cameraman hay là một cái người quay chuyên nghiệp chứ không phải là như những cái um, phim mà gần đây trên các cái trang mạng xã hội do các cái tiktoker uh, youtuber người ta quay đó thì bằng thường là hầu hết là quay bằng điện thoại cho nên cái, cái mức độ mà chuyên nghiệp rõ nét như thế này thì không có được như thế này đâu quý vị nhé quý vị thấy là rất nổi rõ từng cái chi tiết của thầy à, đằng sau lưng đây là một cái gốc cây gốc cây rất là lớn rồi uh, gốc cây này cũng đã được dùng cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật xóa phong xóa nền đằng sau này cho nên đây là một cái kỹ thuật của những cái người chuyên nghiệp nhá quý vị nhé. Rồi phần âm thanh, ánh sáng rất là chuyên nghiệp. Đấy chứng tỏ là là cái video này được quay bởi một cái cái người quay chuyên nghiệp, dùng các cái thiết bị máy móc chuyên nghiệp thì chỉ có những cái cơ quan báo chí chính thống của chính phủ mới có thể có được những cái hình ảnh sắc nét để cho quý vị nhìn thấy đây. Rồi um và cũng là cái cái trong cái video này đó thì trong cái bối cảnh là quý vị thấy không là uh, được quay ở bên cạnh đây là cái gốc cây. Cái gốc cây này thì uh, nó được uh, có cái màu trắng, phủ cái màu trắng. Đấy quý vị thấy là um, quý vị thấy là từ cái chi tiết của cái cây này thì uh, có vẻ như đây là một cái gốc cây cổ thụ mà uh, có thể là ở gần cái khu dân cư cho nên là cái gốc cây này có lẽ là được sơn trắng này. Thì theo như cái cá nhân tôi nhận xét đó, thì có thể đây là một cái gốc cây ở một cái cái vị trí nào đó gần khu dân cư. Cho nên là nó có những cái cái bàn tay con người tác động vào sơn đây có thể là sơn hoặc quét vôi. Thì qua cái vị trí này đó thì chúng ta có thể thấy rằng cái vị trí này nó có thể gần với khu dân cư. Cho nên là các cái cơ quan nhà nước đã đưa thầy đến một cái nơi yên tĩnh để cho thầy ẩn tu theo cái nguyện vọng của thầy như trong các cái video trước tôi có nói đó là thầy sẽ um, dừng bộ hành một thời gian và ngài sẽ ẩn tu để ngài tịnh dưỡng cũng như là uh, tu tập cái đời sống uh, tu hành của thầy thì rất có thể là như trong các cái bản tin trước thì uh, báo chí cũng đã nói là các cơ quan chức năng đã đưa thầy đến một cái nơi mong muốn đó cái nơi thầy mong muốn để thầy tu hành thì dựa vào những cái chi tiết ở cạnh đây thì chúng ta có thể thấy rằng cái khu vực mà thầy đang ẩn tu đây là cái nơi gần với khu dân cư cho nên là có thể là ngài sẽ đi khất thực ở chung quanh đây bà con ở đây có thể giúp đỡ thầy cho nên là quý vị nào mà yêu mến ngưỡng mộ thầy thì chúng ta an tâm không có phải lo đến cái vấn đề mà sức khỏe của thầy nữa Uhm, kế đến nữa là còn một cái chi tiết này nữa để tôi uh, mời tôi xả lại để cho quý vị thấy nhá đây đây là phóng viên của một cái uh, đài VTV người ta đang phỏng vấn thầy đây thì ở đằng sau đây là cái cái cảnh uh, của một cái khu rừng này quý vị thấy không? có thể là một cái khu vườn hoặc là khu rừng thì như vậy rõ ràng là uh, cái khu vực mà thầy đang là là trả lời phỏng vấn ở đây thì rất là gần với khu dân cư nhưng mà vì cái ước nguyện của thầy là ẩn tu, đã là ẩn tu rồi thì không có thể nào mà mà công bố cái nơi ở của thầy được. Và đây cũng là một cái điểm mà rất là là nhân văn của đài VTV1 đã tôn trọng cái cái quyền riêng tư của thầy. Và bởi vì thầy cũng mong muốn là không có cho um, mọi người biết cái vị trí của thầy ở để thầy ẩn tu đã gọi là ẩn tu thì không có thể nói cái vị trí cho mọi người được. cho nên là nhà đài thì cũng tôn trọng cái quyền riêng tư của thầy. thừa thông thường thì phỏng vấn những cái nhân vật như thế này thì thường là một là mời vào cái studio của nhà đài để người ta quay phim phỏng vấn nhưng mà đây là phóng viên là đã đến tận nơi của thầy ở. quý vị thấy không đây là cái cái vị trí mà mà phóng viên đang là phỏng vấn này thì xung quanh đây là những cái rất là nhiều cây và do cái camera man chuyên nghiệp nên người ta xóa phong ở đằng sau đi. Nó đây là một cái kỹ thuật cao mà chỉ có những người chuyên nghiệp thì mới có thể làm được thôi quý vị nhé Thì đó là mình xác định về cái tính chuyên nghiệp của video từ những cái dẫn chứng mà tôi vừa nêu thì rõ ràng rằng đây là một cái video mới nhất, trung thực nhất, chính xác nhất chứ không có như một số những cái comment ở trên các cái trang mạng xã hội nói, nói là đây là những cái video cũ hoặc là um, uh, cắt ghép gì đó thì uh, theo cái ý kiến cá nhân của tôi thì tôi uh, phân tích từ nãy tới giờ để cho quý vị biết thì đây là một cái um, video mới nhất trung thực nhất về thầy Thích Minh Tuệ và cái địa điểm này thì cái địa điểm gần với lại khu dân cư theo cái suy nghĩ uh, phân tích của tôi thì từ cái gốc cây mà có cái bàn tay tác động vào con người à, rồi những cái khu rừng này có lẽ là cái khu rừng uh, rừng trồng đấy quý vị thấy không cho nên là uh, quý vị cứ an tâm là, là từ nơi ăn trốn ở của thầy từ cái vị trí của thầy đây thì rõ ràng là um, đây là một cái nơi gần với khu dân cư chúng ta có thể an tâm để thầy có thể nhờ những cái sự hỗ trợ khất thực uh, ở như người dân ở những cái khu vực này và đây là một cái video mới nhất, chính xác nhất mà đài VTV1 đã đưa tin để cho những cái người mến mộ thầy thì chúng ta an tâm. Cái điểm thứ hai tôi muốn trình bày với quý vị đó là có một số người trước đây thì người ta nói rằng thầy Minh Tuệ là đi khất thực thì chỉ là hình thức thôi. Đằng sau thầy thì có một cái ekip quay phim chụp hình Rồi may vá này cũng vậy Những cái áo Những cái y phấn tạo của thầy đó thì được may bằng máy chứ không phải là Đâu có ai mà may giỏi như thầy vậy Thì tôi xin thưa với quý vị rằng đây là quý vị nhìn thấy Cái hình ảnh của cái um, Của cái cái áo của cái y phấn tạo của thầy đây Đây quý vị thấy là um, cái, do cái cái máy quay nó rất chuyên nghiệp cho nên là chúng ta có thể nhìn thấy rõ đây quý vị thấy không đây là cái áo thầy nhặt được từ những cái miếng vải rơi vụn ở ngoài đường ở ngoài bãi tham ma hay là ở ngoài uh, ngoài những cái thùng rác cho nên quý vị thấy không đây theo cái mũi tên tôi đang chỉ đây thì những cái vải này nó rất là cũ kỹ rồi nha các bạn nha nó sờn hết à đấy nó sờn hết nó sơ sát hết ra đây từ trên cái cánh tay này cũng vậy nha các bạn nhé rồi đây là theo những cái đường tưa này thì um, hoặc là thầy xé ra tự tay thầy xé ra theo cái cái ý của thầy để thầy tự may lại nè và những cái vải này thì nó rất mục vụn rồi quý vị thấy không sơ xác cho nên là đây thật sự là những cái miếng vải thầy nhặt được ở dọc đường thầy khất thực thì khi mà bộ hành như vậy thì ngài um, nhặt lại chứ không hề có phải là như một số người nói rằng um, do cái thầy giả tạo rồi, rồi những cái miếng vải này là những cái miếng vải chuyên nghiệp của nhà may người ta may đây quý vị thấy không đây là cái um, cái đường chỉ của thầy này rất là vụng về quý vị nhé đấy những cái đường chỉ của thầy may này nó còn dư những cái đầu nút chỉ ở đây đây quý vị thấy không thì ở đây rõ ràng là một cái y phấn tạo thật sự đúng nghĩa của nó chứ không phải như một số các cái comment mà người ta nói là thầy có một cái ekip dựng lên rồi đưa lên mạng như vậy quý vị không có suy nghĩ một cách chủ quan như vậy quý vị nhé và đây cũng vậy nè đây trên cái vai cổ áo của thầy nè những cái đường chỉ mà thầy may nó rất là đơn sơ vụng về có thể là ngài dùng tay để xé những cái miếng vải này ra đây hoặc là có thể là những cái miếng vải chắc quá thì có thể thầy mượn những cái kéo của người dân, người thầy cắt rồi thầy may thì đây là cái cái chi tiết mà chúng ta thấy rằng chính nhờ VTV đưa lên những cái hình ảnh trung thực như thế này thì chúng ta mới có thể phân tích kỹ được. Còn những cái video trên mạng thì thường là do người ta quay bằng máy điện thoại, cho nên nó không có thể nào có những cái hình ảnh rõ nét như thế này được. Đây, còn quý vị thấy không? đó là một cái chi tiết, cái chi tiết thứ hai đó là là thầy là một cái, cái khất sĩ uh, đúng nghĩa, đấy quý vị thấy đây cũng vậy là quý vị nè, đấy các bạn thấy là những cái miếng vải nó sơ sát hết rồi, chứ không phải là là như những cái một số người nói là um, do thầy uh, dàn dựng lên, đây rồi còn đây cũng vậy là quý vị này, là cái mái tóc của thầy đó là nó bạc trắng hết ở cái góc bên trái này, uh, để tôi uh, sẽ zoom lại để cho quý vị xem nhé Đây, đây cái máy cái những cái sợi tóc ở bên cái trên trán chỗ này của thầy nó phấn phún ra này, nó bạc trắng hết, đấy chứng tỏ là um, ngài đã rất là là um, hy sinh nhiều cái sức khỏe của thầy. Những cái đường nét nhăn ở trên cái khuôn mặt này, đấy. Còn có nhiều người nói là um, cái con mắt của thầy lúc trước đó thì hồi trẻ thì một mí mà sao giờ hai mí, cái này là Uh, dưới góc nhìn của tôi thì đây không phải là là có nhiều người người nói là giao kéo hoặc là người giả tạo không phải quý vị. Đây là không phải là cái mí nha quý vị nhưng mà do uh, trước đây thì ngài chưa có ngài còn trẻ ngài chưa có đi khất thực thì sức khỏe ngài còn nhiều cái lớp mỡ ở bên dưới cái mí mắt này nó còn đầy nên chúng ta không thấy rõ những cái đường mí này. Nhưng mà bây giờ thì ngài ốm, đây những cái nhăn ở cái khóe mắt của của thầy này. Rồi uh, nó làm cho cái mí nó nó cái cái lớp da ở trên mí mắt nó làn vào nó tạo thành một cái lớp mí giống như thế này nha quý vị nha nên là đây cũng là một cái chi tiết mà để tôi trình bày với quý vị rồi một cái chi tiết nữa là thầy là một người khất sĩ khổ hạnh tu tập theo hạnh đầu đà đúng nghĩa chứ không phải là là một cái người mà tu bằng hình thức nha quý vị nha thì quý vị thấy đây đây những cái trên cái, cái quãng đường mà đi uh, thực hành hạnh đầu đà đó quý vị thì không có được uh, dùng những cái um, Những cái phương tiện uh, hiện đại ở bên ngoài Mà uh, Quý vị thấy là um, Có thể là nếu mà tu theo hạnh đầu đà thì không có được đánh răng nữa quý vị Nhưng mà do đó mà quý vị thấy không Sau 6-7 năm trời Tu hành thì cái răng của thầy đã hư hết rồi các bạn uh, Để cho tôi mở lớn lên để cho quý vị thấy nha, nó để tôi chỉnh lại cái video này để cho quý vị thấy là để tôi lựa cái cái chỗ nào mà nó nó rõ nhất để cho quý vị thấy, đây quý vị thì những cái hàm răng răng hàm răng cửa mà phía dưới đó quý vị là của thầy nó đã nó đã rụng hết rồi đây còn nó nó bị uh, xỉn màu hết thì uh, đối với những người đi thực hành trong hạnh đầu đà thì không có dùng cái, các cái loại kem đánh răng nha quý vị nha cho nên là thầy uh, đã hư hết những cái hàm răng này rồi uh, chứng tỏ là trên những quãng đường tu tập của thầy thì thầy đã hy sinh rất nhiều, hy sinh từ tuổi trẻ cho tới sức khỏe của thầy. quý vị thấy coi những cái hình ảnh lúc mà thầy còn trẻ đó, thầy là một người thanh niên trẻ đẹp mà đầy năng lượng như vậy, mà khi mà ngài đi thực hành hạnh đầu đà thì ngài đã phải hy sinh rất nhiều. và quý vị biết rằng theo cái tiểu sử của thầy đó thì gia đình thầy là một cái gia đình có truyền thống giáo dục tốt đạo hạnh rồi về kinh tế thì gia đình khá giả vậy mà ngài đã hy sinh tất cả mà bây giờ nhìn thấy cái, cái hàm răng của thầy này đấy là đã, đã hư hết rồi ừ, tóc của thầy thì nó đã bạc hết nó bạc hết hay à? hai bên cái chán này nha các quý vị nha thì uh, đây là chứng tỏ rằng là ngài là một khất sĩ thực hành theo cái hạnh đầu đà uh, chính thức chứ không phải là như một số những cái Um, lời đồn đãi ở trên các cái trang mạng là uh, thầy uh, PA cho bản thân mình hay là uh, thầy không có thực hành đúng cái hạnh đầu đà. Đấy quý vị thấy không từ cái Y um, của thầy à, hôm nay quý vị thấy rõ là tất cả những cái mảnh vải này là nó nó mủn hết rồi và ngài đã chính thức là những cái mảnh vải này ngài được nhặt từ những cái nơi nghĩa địa nơi thùng rác ở trên đường người đi người, đi, người ta bỏ lại thì Ngài nhặt lên chứng tỏ là đây là một vị khất sĩ đang là tu tập theo 13 hạnh đầu đà quý vị nhá. lại nữa là chúng ta nhìn cái cái khuôn mặt của thầy. Đấy, quý vị thấy khuôn mặt, ánh mắt của thầy thì đối với lại những cái người phân tích về các cái trạng thái uh, tâm lý của nhân vật qua cái cái ánh mắt này thì chúng ta thấy rằng um, cái ánh mắt của thầy rất là đăm chiêu uh, khi mà đang trả lời phỏng vấn như vậy cái ánh mắt nhìn xa xăm rất là đăm chiêu rồi uh, hai cái bàn tay của thầy cũng vậy đây quý vị này cái bàn tay của thầy um, khi mà trên các cái video clip mà cộng đồng mạng người ta hay đưa lên đó thì thầy thường hay chắp tay nhưng mà khi mà trả lời phỏng vấn đó, thì ngài để tay như thế này hai cái bàn tay đan vào nhau đây là biểu hiện của những cái người đang là lo toan một cái điều gì đó đang là 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 ẩn chứa cái điều gì hoặc là cái sự bối rối thì theo tôi thì có thể là thầy chưa có từng được những cái cơ quan báo chí lớn phỏng vấn cho nên là đứng trước một cái phóng viên chuyên nghiệp rồi các cái thiết bị quay chuyên nghiệp như vậy thì có thể là Ngài hơi bối rối một chút cho nên là Ngài mới để cái bàn tay như thế này đấy quý vị thấy không cho nên là những cái chi tiết này thì nó lại càng củng cố thêm cho chúng ta biết rằng đây là một cái video mới nhất và là một cái uh, video được quay bởi những cái cameraman chuyên nghiệp nhất nha quý vị nha thì chỉ có ở những cái báo chí đài chính thống của chính phủ mới có được những cái thước phim mà nó chuyên nghiệp như thế này đây quý vị thấy là uh, ngài hai tay đan vào nhau như thế này uh, biểu hiện của một cái trạng thái đang là suy tư thì uh, nói tóm lại đó là qua cái video này tôi xin tóm được là như sau đây là một cái video chính thức của VTV là một cái cơ quan uy tín nhất của chính phủ Việt Nam. Ừ, khi mà đài VTV đưa cái thông tin này thì thứ nhất là để giúp cho bà con mình an tâm là ngài vẫn khỏe mạnh và ngài vẫn còn ở một cái địa điểm an toàn, không có cái chuyện mà như là một số những cái lời đồn đại không tốt ở trên mạng. Ừ, cái thứ hai nữa là cũng là để cho um, những cái người yêu mến thầy an tâm và không có đi đeo bám thầy nữa bởi vì thầy ẩn tu thì chúng ta không có nên tìm tới gia đình của thầy làm phiền hoặc là đi tìm cái chỗ thầy ở như vậy thì chúng ta vô tình đã cản trở cái bước đường tu hành ẩn tu của thầy thì khi nào mà hữu duyên thì thầy sẽ trở lại thầy tiếp tục bộ hành với chúng ta thì đây là cái lời tâm sự của thầy nhé mời các bạn nghe nhé để tôi mở tiếng lên tôi tin khi làm những việc như là những cái đấy thì nó lại không phù hợp. mới đây về việc phân biệt tôi xem lại nha bị đặc ông thích tư tuệ bị bắt. tinh thần về tư tuệ của con vẫn tốt vẫn đảm bảo để phòng tập theo lời thầy dạy được. không có người dân trong y tế hay là những cái việc không lành thường đến, uh, tập được an toàn giao thông trả hồ thì con con vẫn học tập ổn vỏi không có gì thay đổi cả đó là những cái lời tâm sự của thầy. thì khi mà hữu duyên thì thầy lại tiếp tục quay trở lại trên cái con đường khất thực tu tập của thầy. thì khi hữu duyên thì chúng ta lại được gặp gỡ thầy nữa trong một cái thời gian mà thích hợp đối với thầy. thì còn việc làm lại của chúng ta hiện nay là như thế nào, quý vị? cái nhiệm vụ của đối với những cái người mà yêu mến thật sự thầy Minh Tuệ đó thì theo cái ý kiến của tôi thì chúng ta cứ an tâm bởi vì theo cái video này đó thì cái vị trí của thầy đã là cái nơi gần với lại những cái khu dân cư và thuận lợi cho cái việc ẩn tu của thầy cái việc khất thực của thầy cho nên là quý vị an tâm nhiệm vụ của chúng ta còn lại là chúng ta không có đeo bám thầy nữa và chúng ta thực hành theo những cái lời dặn dò của thầy đó là chúng ta làm theo những cái điều phật dạy rồi làm những cái điều lành không có làm điều ác và thầy mong muốn là tất cả mọi người chúng ta phải được hạnh phúc thì thầy mới an tâm khi hữu duyên thì thầy sẽ tiếp tục bộ hành và chúng ta lại được chứng kiến những cái hình ảnh khổ hạnh của thầy trên những cái bước đường trên đất nước việt nam chúng ta có điều là nếu mà lần sau mà thầy xuất hiện nữa thì chúng ta nên ngưỡng mộ thầy đảnh lễ thầy một cách văn minh chúng ta có thể đứng ở hai bên đường chờ thầy đi ngang qua chúng ta cúi đầu đảnh lễ thầy ngưỡng mộ cái đạo hạnh của thầy bằng những cái đảnh lễ hoặc là như thầy nói mọi người làm việc lành không có làm điều ác, không uống rượu, bia rượu, không có tà dâm, không trộm cắp thì đó đã là chúng ta đã đảnh lễ thầy rồi. Thì đó là cái ước nguyện của thầy. Thì đây là cái video tôi chia sẻ với quý vị về cái quan điểm cá nhân của tôi bởi vì tôi thấy một số những cái comment nó không có được tích cực cho nên là tôi xin phép phân tích những cái chi tiết đó cũng xin cảm ơn đài VTV1 đã cung cấp kịp thời cho người dân chúng tôi những cái tin tức mới nhất về thầy để cho bà con an tâm, đặc biệt là những người yêu mến thầy. Đó là những cái nội dung của video tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Chúng ta nên tin tưởng vào những cái việc làm của các cái cơ quan chức năng người ta sẽ giúp đỡ thầy đến con đường ước nguyện của thầy muốn uh, tu tập thì uh, đó là những cái ý chính uh, xin nếu mà quý vị thấy video này hay, hữu ích thì quý vị uh, đăng ký kênh chia sẻ những cái video này để cho mọi người yêu mến thầy Minh Tuệ được an tâm uh, nếu trong cái video nhận xét này nó có những cái vấn đề gì chưa chính xác thì xin quý vị uh, hoan hỷ đón nhận và comment ở bên dưới để góp ý cho chúng tôi uh, ngày càng được hoàn thiện hơn xin kính chúc quý vị một ngày chủ nhật an lành và hạnh phúc